Hello mọi bạn, xin chào tất cả các bạn ha. Trên tay mình đang cầm là chiếc iPhone 15 Pro Max Lock màu đen ha. Chiếc này là được người nhà khách Tây từ nước ngoài về cho ha. Bên mình còn có check cho khách là máy nhà mạng AT&T nè, thì đang clean nhưng mà bên mình đã check thử cho khách là coi có active unlock được không á, thì là máy không được ha. Máy nào unlock là bị báo mất ha, là không được, nên là tiến hành một độ sim. Thì sau khi này là mình đã vừa mới độ sim xong các bạn ha. Sau khi độ sim xong nó nhận sim Vietnam Mobile này, tao bên Mobifone này. Rồi các bạn vào cài đặt này, giới thiệu này, kéo xuống một xíu ha, các bạn thấy ở đây có sim bị khóa nè các bạn ha. Sim bị khóa là máy lock nha. Rồi máy lock rồi thì mình sẽ quay lại. Máy này thì hình như là cũng còn mới các bạn ha. Hôm nay mình coi như là 3 lần sạc. Đây, 4 lần sạc các bạn ha. Máy là 4 lần sạc. Nên máy này cũng còn mới, cũng ở người nước ngoài gửi về nha. Bên nước ngoài gửi về. Nhưng mà thường bên nước ngoài gửi về là thường sẽ máy bị báo mất các bạn, thường là báo mất rồi nhận cái máy khác. Rồi bây giờ mình sẽ bật chuyển nguồn dữ liệu lên ha, rồi ấn fix cho nó lock lại 4G nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là ghép sim lại cho khách trong full tính năng nha các bạn ha. Rồi bây giờ nó đã lock được sóng và 4G rồi nha. Mình sẽ test 4G thử. Rồi vào được 4G các bạn ha. Rồi ấn gọi ha. Để biết thông tin tài khoản. Rồi bây giờ mình sẽ lock IPCC cho nó full tính năng luôn nha các bạn. Máy này thì không có mật khẩu á, khi mà nó dâng lên lần đầu á, nó không sẽ tự động dâng lên lần hai luôn ha. Nên là mình ấn nút nguồn á, nó sẽ không dâng thêm lần nữa. Chứ còn nếu mà mấy bạn nào mà có đặt mật khẩu á, thì bắt buộc phải ấn nút nguồn cho nó dâng thêm một lần nữa ha. Thì khi nào mà ấn á, nó không hiện ra cái dãy hủy ở dưới này á, thì các bạn mới ấn tiếp tục nha. Nhiều bạn bị lock IPCC bị vướng cái bước này ha. Bởi vì máy có mật khẩu á, thì các bạn phải ấn nút nguồn cho nó dâng lần hai thì mới được lần. Rồi sau khi hiện sim không hỗ trợ thì ấn giữ nút quay lại nè, về công tác cập nhật phần mềm, rồi tắt màn hình đi. Sau khi lock IPCC xong mà thấy cái cột sóng ở trên này mà nó hiện thành 4G là ok ha. Rồi chờ nó hiện thông báo lên mình ấn chấp nhận ha. Rồi sau này bây giờ mình sẽ red green. Thường là mình sẽ vào cái mục tiện ích đi ha, mình xóa những cái ứng dụng không có xài tới bao giờ á. Những cái ứng dụng này là khá ít, không có thông dụng á. Rồi các bạn bút lên ha. Rồi mình sẽ tạm thời bỏ máy xuống và mình bút ha. Mình mở Red Ring nè ha. Rồi sau khi Red Ring máy á, thì nó sẽ là khởi động lại màn hình đó, thì nó sẽ hiện cái thông báo như vậy. Rồi các bạn ấn fix thêm một lần nữa cho nó lắp lại cái 4G ha. Rồi, rồi các bạn thấy không, ở đây nó đã hiện 4G chứ không phải LTE như ban đầu ha. Bây giờ mình sẽ sợt lại ha. Rồi 4G vẫn ok nha. Gọi nè. Rồi mình vừa mới test xong sim cho 15 Pro Max Lock rồi nha. Bên mình vẫn nhận độ sim cho 15 Pro và 15 Pro Max, độ sim trong bình thường ha. Cái này thì bỏ sim trong máy mà không thay đổi sim các bạn ha. Yêu cầu sim chính phải có 4G với lại là sim chính chủ nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn cần độ sim thì cứ liên hệ Halo Mobile ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.